Xin chào quý vị và các bạn, và vừa rồi mình đã setup xong một set đèn để giúp mình có thể đánh đèn từ trên xuống dưới, để giúp chúng mình có thể quay chụp được những cái sản phẩm ở dưới đây. Ok, và cái set đèn của mình là bao gồm thứ nhất đó chính là một bộ đèn này, thứ hai là một cái subwoofer này, và cái thứ ba là cái quan trọng nhất mà chính là sản phẩm ngày hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn, đó chính là chiếc chân C-Stand đến từ nhà sản xuất ZG Cine. Ok, và chiếc chân đèn này như các bạn có nhìn thấy ở đây thì nó sẽ có một cái phần boom arm. À, mình sẽ nói tổng quát những phụ kiện kèm theo của cái bộ đèn này nhá, để các bạn có thể biết được. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một phần thân đèn, nó như này. Đó. Tiếp theo đó là về phần chân đèn. Đó. Rồi, chúng ta sẽ có thêm đó là hai cục ở đây, cục khớp nối để giúp chúng ta có thể nối cái phần thanh boom arm này với phần chân đèn. Đó. Chúng ta sẽ có hai cục tất cả các bạn nha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một là túi đựng này. Đó, túi đựng chân đèn để giúp các bạn có thể cho khi không cần sử dụng hoặc là di chuyển như nào đó thì chúng ta sẽ cho chân đèn vào đây để đi lại cho nó dễ. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có thêm là hai túi tạ. Đây các bạn nhớ nha, hai túi tạ như này. Ở đây mình đang có sẵn một túi này và đựng tạ ở đây rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một túi backup nữa. Và với chiếc chân đèn này thì nó có một số những cái thông số kỹ thuật như sau. Đầu tiên đó là về phần chiều cao, thì cái chân C-Stand này nó sẽ cao tối đa đó là 3m3. Và cái phần thanh boom arm này nó có thể chõi dài ra được tối đa nó là 1m28. Đó, các bạn có thể lưu ý khi chúng ta có thể sử dụng được. Và tải trọng để khi mà chúng ta có thể boom đèn nó như thế này thì các bạn có thể tải được khoảng tầm 10 cân hoặc là hơn một chút. Đó, các bạn lưu ý khi chúng ta sử dụng boom đèn kiểu dạng như này nhá, với những thiết bị đèn này hoặc là những thiết bị quay phim, hoặc là kể cả các bạn có thể cài những chiếc máy ảnh, máy quay phim lên trên đây để chúng ta có những cái góc top shot đều được. Thì với những cái thiết bị nặng ấy thì chúng ta lưu ý là phải nhớ cho thêm tạ ở đây. Đó, để hai phần đầu này nó tải trọng với nhau và nó cân bằng, nó không bị trúc gục. Đó. Còn những cái sản phẩm ví dụ như là thiết bị đèn nó nhỏ gọn, nó nhẹ thì thôi không cần thiết cũng không sao. Ok, đó là về những cái phần thông số. Còn chất liệu sản phẩm chân đèn C-Stand này nó làm bằng thép không gỉ, cho nên là chúng ta có thể sử dụng thoải mái vô tư. Rồi, đó là những gì mà mình muốn giới thiệu tới các bạn trong video ngày hôm nay. Đó chính là chiếc chân C-Stand đến từ nhà sản xuất ZG Cine. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm chân đèn này thì các bạn vui lòng click vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp về số hotline bán hàng của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.